Chào anh em nhé, hôm nay thì mình đang xếp hàng để mua bánh mì phố Huế. Đợi chỗ này phát khoảng 20 người. Xếp hàng để đợi mua bánh mì. Anh ăn ở đây từ bé đấy. Anh ăn từ bé đến giờ luôn á? Anh ăn từ bé luôn. À, ngày nào ăn cũng phải xếp hàng về à? Không, cuối tuần thôi. Cuối tuần á? Nói chung là lúc nào cũng không đấy. À, em không biết ăn chưa? Vợ em bảo ăn rồi mà em không nhớ. Nay đi qua thế đông quá vào xếp hàng tiếp. Một bạn nhỏ kia đã xếp hàng không được loại cuộc chơi. Mình chuyên đi bán bánh mì để cho người khác xếp hàng, tới nay dần đến lượt mình xếp hàng. Anh ăn từ bé rồi đó. Anh ăn đây phải đến 2-30 năm rồi. À, quán này mở phải mấy chục năm rồi ạ? Ổ măng nhất đây bao tiền nào? Ổ măng nhất bánh mì ở đây bao tiền anh? 30.000 là đồng giá. Trước mình thì đang có khoảng 15 người xếp hàng để mua bánh mì. Thì nãy mình đi trên đường ngang qua đường phố Huế thì mình thấy cửa hàng bánh mì này có nhiều người xếp hàng. Mình nghĩ là chắc là ngon nên là mình dừng lại và để xem bên trong cửa hàng phố Huế này nó có cái gì mà bánh mì ngon mà khiến cho khách hàng xếp hàng chờ đợi như vậy. Mỗi người vào mua có khi cả chục ổ chứ. 15 người này mỗi người mua 5 ổ là 75 ổ phải đến lượt mình, đúng không? Buổi trưa với là xếp hàng chứ còn buổi sáng nó không có đúng không? Sáng chắc ít chứ anh nhỉ? Anh thưởng ra giờ này đấy, không để cho buổi sáng đâu. À. 2, 4, 6, 8, 10. Tới mình là còn 12 người nữa. 12 người nữa tới mình. Mỗi người mua 5 ổ là khoảng 60 ổ nữa tới mình. Mình có nghe anh ở phía trên này kể là cửa hàng bánh mì này là có hai chị em ruột bán. Một người thì bán buổi sáng đến buổi trưa, còn một người bán buổi trưa đến buổi tối, thay nhau bán tại cái quầy này thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn 10 người nữa là tới mình rồi. Anh là tại sao anh ăn lại ăn bánh mì ở đây? Cái giờ anh ăn quen ấy. À, có nghĩa là ăn quen rồi nên ăn thôi. Quen. Tại vì sao em lại ăn bánh mì ở đây á? À, có nghĩa là giá thành thì ok, thịt làm ngon. Em ăn ở đây bao nhiêu năm rồi? Em ăn ở đây khoảng 3-4 năm. 3-4 năm rồi à? Có nghĩa là lâu lâu ăn một lần. Nhưng mà lần nào cũng phải xếp hàng về à? Thường thì là thế, nhưng mà chọn được căn được thời điểm, thời gian mọi người ăn trưa thì sẽ đỡ phải. À, mình biết vì sao bánh mì ở đây ngon đấy các bạn ạ. Tại vì khi mà mình xếp hàng nãy giờ là nửa tiếng rồi thì đói rồi, dần đến lượt mình là khoảng 1 tiếng là đói rồi, bắt đầu ăn là sẽ ngon ạ. Nỡ mua rồi mua 30 ổ luôn nhá. Chứ mua ít quá lại xếp hàng đâu. Tóm lại là bây giờ mày bảo mình ăn là một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. 7 người nữa là tới. Obama đến đây không phải xếp hàng nữa là vào nhà. Chị áo đỏ này mua chắc cũng phải 7-8 cái. À, chị áo đỏ cái mua 10 mấy ổ nữa. À, có nghĩa là một người vào mua rất nhiều ổ nên là phải đợi lâu. Đó. Sắp đến lượt rồi, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 người nữa là tới. Nếu mà mỗi người mua 10 ổ là còn 60 ổ nữa là tới. Thay người. Phải thay người với đứng với trụ nổi. Cái này giống như kiểu xếp hàng vào khám bệnh ở bệnh viện. Thắp hết à? Thắp hết 3T rồi. Hết lại có. Dạ. Hết lại có cả mấy cái. Hết lại có ạ. Tất cả 6 ạ. 150 ạ. À, 180. Đấy cho cháu 3 cái đầy đủ. Ở đây bán từ mấy giờ chị? Từ sáng đến 9 giờ tối. Sáng đến 9 giờ tối ạ. Dạ. 3 cái đầy đủ ạ. 3 đầy đủ, gửi tiền ạ. Dạ. Rồi em cảm ơn ạ. Ừ. Rồi. Cuối cùng thì đã mua được 3 ổ bánh mì sau khi xếp hàng hơn 1 tiếng. Thì giờ kiếm chỗ mà thưởng thức 3 ổ bánh mì thôi.